Chào các bạn, hôm nay là ngày đầu tiên của đợt nghỉ lễ dài ngày 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Hôm qua là một ngày nắng nóng và đang bắt đầu một đợt nắng nóng mới. Giá vải của Tây Nguyên bây giờ rất là cao vì là năm nay mất mùa quy luật rồi. Hiếm thì mới quý. Còn vải ngoài Bắc mình thì mặc dù ra hoa cùng thời gian nhau nhưng mà thời vụ chín thì nó dài ra. Tuy nhiên là hôm qua hôm nay mình đã nhìn thấy trên ngọn vải u trưng trắng tháng 3 nhà mình đây có quả đỏ đỏ rồi. Bây giờ mình đứng ở cái thang mình quay các bạn quan sát nhá. Mới có màu, có một quả như quả này bé lắm, như vậy có màu thôi. Các bạn quan sát này. Đấy. Đấy. Quả nhỏ tí thôi. Có màu đỏ đỏ rồi đấy, 3-4 quả một chùm. Đấy. Có bé tí thôi. Chắc cây này năm nay do mình xây dựng ở đây mình đào đứt rễ rồi không được chăm sóc được chu đáo nên quả nó nhỏ này. Các bạn quan sát kỹ nha. Thì thời gian bây giờ là 28 tháng 4 năm 2024, tức là ngày 20 tháng 3 năm Giáp Thìn. Thì có hôm mình quay video thì các bạn bảo là vải tháng 3, bây giờ tháng 4 chưa chín. Tháng 3 người ta gọi thế, tháng 3 âm lịch, chứ không phải tháng 3 dương lịch nhé. À không phải tháng 3 của dương lịch. Vậy là vải u trưng trắng tháng 3 đã bắt đầu có dấu hiệu chín. Nó phù hợp với thời gian. Còn trong năm nay Tây Nguyên các bạn chín sớm hơn bởi thời tiết năm nay là ấm áp, nên vải các bạn sẽ chín sớm hơn. Còn ngoài Bắc mình thì có một đợt trời rét sau Tết cho nên nó sẽ bị muộn hơn. Bây giờ mình cập nhật nốt một số quả vải u hồng nhà mình, các bạn quan sát nha. Ở đây, đây là cây vải mà mình chặt cụt hết sạch lá để bỏ đi, nhưng mà nó dạ lộc lại cho mình cứ kệ nó. Bây giờ quả ăn sai chùm này. Để các bạn quan sát nhé. Đây. Đấy, sai chùm. Nhưng quả nó không đều. Còn những cây bên này, cây bình thường đây. Quả đây. Đây quả bên này đây, chịu hết rồi. Đấy, chịu hết rồi. Chịu hết rồi. Bên này vải u hồng đã chuyển màu hơi trắng trắng rồi. Cây này hơi thưa. Cây đầu thưa quả mới to. Cây ngoài cổng mình này, cây lục non này, mình chuyên trở vật liệu nó hay hay vương bén này. Quả các bạn nhìn này, xanh lét, quả vẫn còn dài chưa tròn. Cây lục non nó quả nhỏ. Thôi mình dừng video nhé. Chúc các bạn những ngày nghỉ lễ, đi chơi, đi du lịch hoặc là làm việc ở nhà luôn vui vẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc nhá. Cảm ơn các bạn xem video.